Và xin chúc cho toàn thể quý vị quan khách, các vị khách quý có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, có một bữa tiệc thật là ngon miệng. Và đồng thời là chúng ta cùng quên chúc cho chị gái Thanh Thảo có một buổi sinh nhật thành công rực rỡ. Rất là cảm ơn các tình yêu của Thảo nè. Mặc dù trời mưa lớn nhưng mà không ngại đường xa, cũng dành chút ít thời gian đến dự sinh nhật của Thanh Thảo. Thảo rất là cảm động và rất là biết ơn và cảm ơn các bạn yêu rất là nhiều. Và Thảo cũng luôn cầu chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe, làm ăn thì phát lên nha, đừng phát xuống nha. Rồi bạn sự như lấy dụng, Thảo biết nói gì hơn là cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý anh chị và các bạn thân mến, chúng ta đang chung vui và chúc phúc cho, chúc mừng cho chị gái Thanh Thảo nhân một ngày sinh nhật, thêm một tuổi mới trong buổi tối ngày hôm nay.